Hey. Thank you.
bán rau lắm. Cháu không mệt đâu, cho cháu đi với. Muốn thì về đi cho các bạn uống, hôm nay họ về rửa xe cho họ một mới lên ăn đi. Nhanh. Bùa. Con xe của bố 25 phủ đã ra đi. Nó có bảo được chết chuyển lại. Cảm ơn ngon không? Móc rồi sẽ ngon. Mình là từ lúc nó xây nhà nhé, là mình thực ra mình cũng không phải, nó bảo từ lúc nó xây nhà chưa bao giờ mải hà đã nhà thứ sáu đấy, mua vịt cầu nó hay mua hộ mình cũng cái bé hơn vừa bán một lần, lúc đấy chắc nó chỉ đẹp nó không cao như vậy, nhưng mà trong cuộc anh không ngấm được này, nó ba trăm con rồi đó, anh bắt tất cả thành được. Hay nó hay tính tôi mù là chú thua. Nếu anh đến 100 con này anh phải nhân lên khoảng thêm 50 con thì cũng muốn thua. Tôi đến 10 con. Mình là cứ từ từ đã. Cứ cách thức cứ như thế nào. Anh yên tâm. Bắt được tay em. Dạ anh yên tâm chẳng. Và anh sẽ chấm hết bọn đi bán ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trước là dầu riêng đấy, nhiều nó gầm lắm, không có biết đâu. Có cách kinh nghiệm là không được bằng. Thứ gì à? Kể cả nó có rất kinh nghiệm, nó có mới làm nó không được bằng. Nó bằng, nó đã bảo cái kinh nghiệm của đâu, đúng không? Không nhìn cách kêu là mày chứ? Ở trên sân vận động cũng có một hai gần gần nhau với thằng Dương, thằng Nhật Giao, tức là ở cùng cùng cái cùng cái đi đấy, thằng Lưu Linh ấy, nó làm bây giờ nó cũng video nó lên cũng trên triệu view đấy, nhưng mà biết chỉ view ăn của nó 100 triệu, nó làm đâu, nó phải lắm, không vào được, không chịu, khi nào đi mất bình thường. Thì giống nó lại lên, nó lên như diều đi. Không lên thì bạn nào nó ngày xưa nó nghèo. Bây giờ nó bảo nó ra thật xá thì vay ba lạng thằng mám đi làm như TV không ai cho. Ba anh em ngày xưa anh em đang đeo rồi. Thế đến bây giờ nó thật ra nó còn đế vương thằng mám mình. Đúng nhờ. Thật chứ, nó có tiền nó có. Ở lòng giả xuống 100 nghìn một lòng hết rồi. Nào đây anh em mà nhớ chuyện vui. Đúng không? Nó sai thì chú á. Chú tin không? Đừng bảo nó không sai được. Nó có tiền nó bảo vậy giờ kiểu có mình đâu. Bây giờ anh bán cho anh bán vào hoa điểm. Nó giả xuống 10 nghìn gói. Bắt giờ nó lấy khoảng 3 nghìn gói. Nó nhân lên cho chú. Xong chú bảo có như cơ này mà không. Dạ. Cơ này chú lai thì khí ạ. Đúng không? Không sai cửa mép. Ôi, mua hộ 2 con là được. Không đủ. Anh bắt tất anh mua. Ôi, con 2 con. Đấy, trong cái lồng bao nhiêu con không? Mình cũng đang thay cái chung chiếu cho nó óp rồi. Đúng rồi. Bà cô ơi, cháu đi bắt cá nhé. Ừ, đi cần cá nhé.
Thank you.
kế sẵn sàng. Nhưng muộn mình thật sự là dìa đúng là người thời cái miêu nhủ luôn mẹ é là con cả dìa đi cái chị cùng con đu kìa má ta là hóa những mù à dây lò chứ sánh hiu môi là tao lò mà dê hốp chứ sai rồi lò chứ có mà các ai vậy mà có thím nhẹ gì à phính xuân ấy ta thím nhẹ gì à thế gì à mà màn tin nhắn ấy gì à gì à phía này là đông giang gì pia gì à gì của mà gửi của nó video bia gì coi đều có đi gì sỉ phang tôi chơi gì của wow ôi là quá quá à mẹ đây à cứ con phơi con muốn đi
Cháu mang về đi nhé. Cô không lấy đâu. Cháu mang về nhà đi. Cô mang. Cô không lấy đâu. Thế cháu về nhà. Cô ăn cơm nhé. Cháu, à, cô cảm ơn cháu cứu em ấy. Nhé. Nhà cháu còn có bà. Cô không lấy đâu. Cháu đi nhà cô ăn cơm nhé. Nhá. Đó, đi đâu? Nhà cháu còn có bà nữa. Thế à? Thế... Thế có tiền. Đó, không thấy đâu. Cháu không có cô đâu. Cô... Cháu phải lấy tiền, cô mới lấy con chuột rồi. Nhá. Ok, cô cảm ơn cháu nhá. Cảm ơn nhiều nhá. Ok. Cảm ơn cháu nhé. Cô cảm ơn nhiều nhé.
tôi tan hẳn nữa. Như ta cũng nổ như nào, như là tôi ăn, đó, tôi như này, tôi như tôi như nào, tôi như này nào. Một cái chùa đó. Chùa đó. Chùa nhá. Chùa anh có xe chùa. Thank you.
cú bùn à rùi nà giấc mâm bước cố à ăn không mì bọt thơm you
đuôi là rốt cái. Đó về đi nhớ. Đổi bữa nào mấy gọi chứ? Bẹ. Nhăn. Nhăn thì gọi rồi. Ừ, tao đi. Thổ đời tươi ra. Thổ lũ thổ phụ đấy. Đi tiểu và tập phụ trợ đấy, đi tiểu. Cho luôn.
Tên à? Thank you.
Mày chua. Nhìn mày chua.
bé rán nè. Chú ơi, vừa tin à? Nhiều rồi, chắc là ngon rồi. Muốn nhiều rồi. Đi nào, tao cục phép này. Mày cả nhớ nha. Nhớ ngon sao tới.